Rất hân hạnh chào đón quý vị đến với một chương trình văn nghệ mà chúng tôi tự cho là lạ nhất từ trước đến nay, với chủ đề Chuyện cười Party by Night. Thank you, dancers. Còn đẹp trai không quý vị? Bà nào nói không đó? Cô Kỳ Duyên, cô ấy bảo coi anh vẫn còn phong độ, mặc dù không dùng được việc gì nữa. Quý vị biết không, tôi đang ngồi ở quán ăn, quán hương của Hoài Tâm, thì có một vị khán giả đến nói chuyện với tôi, nói là anh Ngạn ơi, tôi kể cho anh mấy câu chuyện, để nếu được thì anh kể trên Paris by Night. Tôi bảo vâng, xin anh kể đi. Ông nói là trong nhà thương có một bệnh nhân nằm trên bàn mổ, đang chuẩn bị chụp thuốc mê để giải phẫu. Thì ông bệnh nhân ông ngước lên, ông bảo bác sĩ là bác sĩ ơi, tôi lo quá. Lần đầu tiên tôi bị mổ tim, không biết có nguy hiểm gì không. Thì ông bác sĩ bảo tôi còn lo hơn anh chứ, tôi mới tốt nghiệp đã mổ ai đâu mà biết. Có một thanh niên đến gặp bác sĩ tâm lý, mặt mũi phờ phạc, bác sĩ ơi, 3-4 tháng nay tôi không ngủ được. Là bởi vì cứ mỗi khi lên giường tắt đèn nằm thì tôi lại có cảm tưởng có người chui dưới gầm giường của tôi. Rồi tôi lại phải ngồi lên bật đèn hoặc dùng đèn pin chiếu xuống gầm giường, dùng cái chổi khua dưới gầm giường, không có gì cả. Tôi lại lên giường nằm, tắt đèn thì lại vẫn có cảm tưởng là có người chui dưới gầm giường, thành ra tôi không ngủ được. Thì ông bác sĩ ông nói cái đó chỉ là ảo giác, tôi là tưởng tượng thôi. Cái này anh phải chữa bệnh tâm lý, nhưng mà chữa bệnh tâm lý thì nó lâu hơn chữa bệnh thường. Anh phải đến đây mỗi tuần một lần. Thì anh này anh ấy đến gặp ông bác sĩ tâm lý 5 tuần liền, không khỏi, anh ấy bỏ, anh không đến nữa. Thì bác sĩ ông phone ông bảo ủa, tôi đang chữa bệnh anh, tình hình có vẻ tốt đẹp, anh sắp khỏi, tại sao anh bỏ? Thì ông bảo tôi, bác sĩ chữa tôi 5 lần không khỏi, tôi gặp thằng bạn tôi, nó chữa miễn phí, còn tôi đi bác sĩ 5 lần mất 500, không ăn thua gì cả. Bây giờ tôi gặp thằng bạn tôi, nó chữa miễn phí có lần khỏi. Ông bác sĩ này, ông ngành ấy, ông bảo ủa, nó chữa cách nào? Thì ông bảo là tôi cũng nói cho nó là tôi lên giường nằm, và tôi có cảm tưởng có thằng chui dưới gầm giường, thành ra tôi không ngủ được. Thì bác sĩ ông tò mò, ông bảo thế bạn anh chữa cách nào? Thế bạn tôi nó có chữa gì đâu, nó bảo tôi về cưa bỏ bốn cái chân giường đi. Có một ông bố, có một lần ông ấy giận thằng con quá. Ông bảo mày cút ra khỏi nhà tao, từ nay mày không còn phải là con tao nữa. Thằng con nó nói má đã nói cho con biết con không phải là con ba từ lâu rồi. Có một anh Việt Kiều về Việt Nam, ra miền Bắc, về vùng quê, quen một cô gái. Sang Mỹ anh viết một lá thư thắm thiết gửi về cho cô này. Thì theo thói quen ở ngoài Bắc, thì cô ấy bóc lá thư ra đọc cho cả nhà nghe. Thì kết lá thư đó anh viết là anh gửi về tặng em 1000 nụ hôn nồng thắm. Nhưng mà vì có bà mẹ già ngồi bên cạnh cho nên cô ấy không dám đọc 4 chữ cuối là nụ hôn nồng thắm, cô ấy chỉ đọc là anh gửi về tặng em 1000 rồi cô ấy ngưng lại. Bà già bà ấy vừa nghe thấy vậy, bà ấy bảo nó cho mày 1000 thì mày chia tao 500. Có một ông kia, ông vào trong cái quán rượu thì ông thấy gặp lại thằng bạn nó buồn buồn, nó ngồi mà ông bảo có chuyện gì buồn vậy? Bảo tôi có con chó nó khôn quá mà tôi vừa phải bán đi. Con chó nó khôn đến độ mà người lạ đến nhà nó biết ngay là người gian hay người ngay. Thế mà người ngay thì nó vẫy đuôi mừng, mà người gian thì nó xông ra nó cắn liền. Ông này bảo con chó khôn vậy tại sao phải bán đi? Ông bảo tại vì nó xông ra nó cắn ông già vợ tôi 3-4 lần rồi. Thưa quý vị, mấy năm nay tôi đi show, và nhất là mới đây ở Đại hội Thánh Mẫu Missouri, mấy chục ngàn người, thì ai gặp tôi cũng nói là ô, chú Ngạn trẻ quá. Các cháu mà nói tiếng Anh thì nói là Jeez, you look good. Rồi các bà già thì nói là ông Ngạn trẻ hơn trong băng nhiều. Tôi buồn lắm, là vì tôi nhớ lời Bob Hope nói rằng là khi người ta khen mình trẻ, tức là dấu hiệu mình đã già rồi. Bởi vì nếu mình trẻ thật không ai cần khen.
Đó cũng là một trong những lý do mà hôm nay chúng tôi thực hiện chương trình này. Bởi vì chỉ sợ 1-2 năm nữa đầu óc nó quên, trí nhớ nó không còn như trước nữa. Có thể gặp cô Kỳ Duyên lại xin lỗi bà là ai. Thành thời ra tôi thực hiện chương trình này là ngoài cái vấn đề là tuổi nó lớn, ngoài vấn đề là bao nhiêu khán thính giả yêu cầu là muốn tập trung tất cả những chuyện cười vào sáng thứ hai, lái xe đi làm nó mệt mỏi quá thì mở cái chuyện cười ra nghe từ đầu đến cuối làm cho mình lên tinh thần. Thưa quý vị, George Burns là một đại danh hài của Mỹ, trình diễn tới khoảng 100 tuổi. Ông ấy nói cái kinh nghiệm của ông là khi kể chuyện cười hoặc diễn hài trên sân khấu mà khán giả không cười thì người diễn viên cảm thấy mình già đi 50 tuổi. Tôi không biết là những người như là Việt Hương, Hoài Tâm có bao giờ trải qua cái kinh nghiệm mà thấy mình già 50 tuổi hay không. Nhưng mà riêng tôi thì chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Bởi vì tôi kể joke, tôi kể chuyện cười mà không có ai cười thì vẫn có cô Kỳ Duyên đứng bên cạnh cười giùm tôi. Rồi mỗi lần cô ấy cười như vậy thì vào hậu trường tôi trả cô ấy 10 đồng. Tôi có lần thưa quý vị là khi tôi mới bước vào Trung tâm Thúy Nga năm 1992 thì ông Tô Văn Lai có hỏi tôi rằng là em muốn làm MC chung với ai để anh mời, thì tôi đề nghị ngay là cô Kỳ Duyên. Và càng ngày tôi càng thấy rằng là việc tôi mời cô Kỳ Duyên là sự lựa chọn đúng nhất. Vâng, xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Vâng, nhưng mà như Kỳ Duyên nói, chương trình hôm nay là khác những chương trình Thúy Nga. Nên cái chuyện vui đầu tiên Kỳ Duyên xin kể là về một nhà sư. Thì thưa quý vị, có một thằng bé này nó lên chùa nó chơi, nó phá phách làm sao đó, bị chùa đuổi về nhà. Thì nó về nó mét bố nó, thì ông bố lại thương con mà, có đứa con duy nhất, chạy lên chùa dẫn thằng con theo. Thì lên chùa thì không thấy chú Tiểu, chỉ thấy một vị sư đang ngồi dưới gốc cây và đang thiền, mà trong một cái trạng thái rất là relax, rất là chú tâm. Thì ông bố dẫn thằng nhỏ tới mặt trước vị sư nói: thưa sư, có phải là vừa rồi sư la thằng con của con không? Thì ông sư ông bình tĩnh, ông nói là bần tăng chưa la ai bao giờ. Thì cái ông bố ông lại nói: nhưng mà sao thằng con của tôi nói là sư còn dọa đánh nó nữa? Thì ông sư ông lại dẫn điềm tĩnh, ông nói là bần tăng chưa đánh ai bao giờ. Thì ông bố ông lừ lừ ông quay đi, ông dẫn thằng con đi, mà ông còn chợt ông quay lại, ông nói thật nhá, một lần nữa thôi nhá, lần sau mà có chuyện đó thì dù sư là sư á, tôi cũng không có nể sư đâu. Thì ông sư ông vẫn điềm tĩnh, ông nói bần tăng chưa ngáng ai bao giờ. Thank you. Em nghĩ là chắc ông sư này cũng thuộc loại mà sư của Thiếu Lâm Tự đó, mà quý vị coi trong phim võ đó, là mỗi lần mà sắp giết ai đó là bần tăng phải ra tay cứu khổ cứu nạn, là giết hết một loạt hết phải không? Wo mi tổ phổ. Cái chuyện này thì cái chuyện của cô ấy thì là quý vị thấy là một chuyện cười, nhưng mà cái chuyện tôi sắp kể đây nó không phải là chuyện vui mà nó là chuyện thật. Tức là tôi có làm MC cho một cái buổi cộng đồng. Thì trong cái buổi tiệc đó thì thường thường là mỗi người mang đến một món để làm xổ số cho nó vui. Trong đó gây quỹ chừng mấy trăm người thôi. Thì thí dụ tiệm bán đồ thì mang tới, rồi tiệm hoa thì mang tới tất cả. Thì chính tôi lên làm MC, tôi bốc thăm xổ số mà tôi lại không để ý. Đến khi mà tôi giới thiệu là Đại Đức Thích Nguyên Thanh trúng một máy sấy tóc. Hoàn toàn có thật ở Toronto phải không anh? Mà cái chuyện đó nó hoàn toàn là nó tình cờ thôi. Cho nên là đến khi mà tôi cũng không để ý, là bởi vì cả mấy chục người, có người trúng bà nổi, có người trúng này kia, thì tôi lại đọc cái là Đại Đức Thích Nguyên Thanh trúng một máy sấy tóc.
Thì cho đến khi mà tôi thấy cả hội trường người ta cười ầm lên, tôi mới giật mình, tôi bảo ủa, đáng lẽ phải đổi cái giải thưởng cho thầy thì mới đúng. À, vâng, và thưa quý vị biết là người Việt chúng ta thì rất là tế nhị. Những cái chuyện cười mà đọc trong những cái website và ở Việt Nam á, thì đúng như anh Ngạn nói, đối với Kỳ Duyên nó hơi nhẹ đô, có nghĩa là nó cười mỉm chi thôi. Nhưng mà muốn bật cười lên á, thì Kỳ Duyên phải đi qua những cái chuyện mà những cái website của người Mỹ. Thì thưa quý vị, đây là một chuyện tiêu biểu của người Mỹ. Thì nói trước như vậy để quý vị đừng có trách móc Kỳ Duyên, Kỳ Duyên chỉ dịch lại thôi. Thì thưa quý vị, có một ông này, ông có bà vợ vừa bị tai nạn xe rất là nặng, thì đưa vào nhà thương, thì bác sĩ vô khám mổ và nghĩa là emergency cứu bà khoảng chừng 2-4 tiếng sau bác sĩ mới ra. Thì ông bác sĩ nói với ngay với ông chồng là tôi thật ra có tin buồn báo ông, là tại vì bà vợ của ông đó không những bị thương mà bị chấn thương ở cột sống, có nghĩa là bà bán thân bất toại, mà ông lại không có bảo hiểm, mà mổ đó thì ít nhất là phải mổ tới lại mười mấy lần lận, tại vì phải ráp xương rồi nối da rồi nối thịt, và tốn cũng hơn nửa triệu đồng. Mà không những như vậy đó, cả đời ông phải lo cho bà, có nghĩa là bà còn trẻ, thành ra bà sẽ sống lâu. Nhưng mà bán thân bất toại thì nào là tuyếp đồ ăn nè, phải đút ăn, phải thay tã, phải bế lên giường tắm, rồi mai mốt ông mua nhà lại thì cả cái nhà của ông phải thiết bị cho người tàn tật. Thành ra đó là cả một cuộc đời ông phải lo cho bà. Thì ông chồng ông nghe như vậy, ông đau khổ quá, ông bật khóc. Thì khi thấy ông bật khóc đó, thì ông bác sĩ lúc đó ông mới cười, ông vỗ vai ông chồng, ông nói tôi nói đùa thôi, bà chết rồi. Dạ, cái đó là ông bác sĩ đó nha. Và Kỳ Duyên xin kể tiếp cho quý vị một câu chuyện nữa. Em phải kể cho tới khi nào anh tức lên anh phải kể mặn. Ôi giời, nhưng mà em đang kể thì em thấy có cha Nam Hải ngồi dưới đó. Con xin phép cha nha. Thì đây nói về tự ái dân tộc. Thì có ba ông đang ngồi tắm hơi ở trong cái phòng tắm hơi. Thì bỗng dưng nghe tiếng tít 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 tít. Thì cái ông Hàn Quốc, ông nhấc tay lên, ông nói à, tôi mới nhận được một cái text, nhưng mà bây giờ ở bên Hàn Quốc nước tân tiến lắm rồi, cái máy text nó gắn trong lòng bàn tay của tôi không cần cái phone, đây này nhá, đọc text. Thì ngồi 5 phút nữa thì lại nghe reng, thì ông Nhật Bản lại nói à, cái phone lại gắn vô tai tôi bấm ngay tai là tôi nói chuyện ngay miệng liền. Thì ông Việt Nam ông ngồi mãi chưa nghĩ được cái gì, tức quá rồi đứng dậy, ông đi ra khỏi phòng. 2 phút sau ông trở lại, thì quý vị biết tắm hơi đàn ông thì có cái khăn lông mà. Thì ông giả bộ ông đứng ông vươn vai, quay người mở cái khăn lông, quay một vòng, thì thấy đằng sau mông ông có gắn một tờ giấy toilet mà nó dài thòng lòng xuống như vậy nè. Thì hai ông kia mới hỏi, ủa sao dưới mông ông dính cái tờ giấy gì vậy? Thì cái ông Việt Nam ông mới nói, ồ, tôi mới nhận được cái fax. Nhất định đâu có chịu thua đâu. Việt Nam mình cũng tiến bộ lắm hả quý vị? Tiếp tục đi cô, tiếp tục. Không, không, quý vị biết rồi, trước những cái cuốn Paris by Night bình thường là tôi kể chuyện cô ấy đứng cười. Nhưng mà bây giờ hôm nay là tôi cứ xúi dại cho cô ấy kể thôi. Tôi đứng đây được cười. Tiếp tục đi cô. Thế em kể nốt một chuyện nữa rồi mình lại sang chủ đề của anh. Là có cái cô này, cô làm người ở. Thì cô đi lên, cô nói với bà chủ, cô muốn tăng lương. Thì bà chủ mới nói là mày làm cái gì giỏi mày đòi tăng lương. Thì cái cô người ở con nói có chứ, con làm cái gì cũng giỏi hơn bà hết đó. Thì bà chủ mới nói mày làm cái gì mà giỏi? Đây nè, con ủi đồ cũng ủi khéo hơn bà. Ai nói mày ủi khéo hơn tao? Thì ông nói con ủi khéo hơn bà. Thế con nấu cơm cũng ngon hơn bà. Thì bà chủ lại nói là bây giờ bà tức rồi đấy, ai nói mày nấu ngon hơn tao? Thì ông nói con nấu ngon hơn bà. Rồi cô người làm cô nghĩ một hồi, con à, và trên giường thì con cũng giỏi hơn bà. Thì lúc này nghe tới đây thì bà chủ nghĩa là bà điên đầu lên rồi, bà gằn giọng bà nói, à, ông chủ cũng nói là mày giỏi hơn tao hả? Thì cái cô người ở cô nói là không, đó là chú tài xế nói. Thế là bà chủ nói, đâu mày muốn tăng lương bao nhiêu? À, thưa quý vị, chúng tôi đọc chuyện cười nhiều. Dĩ nhiên tôi không có internet, cho nên là tất cả những chuyện cười cô Kỳ Duyên đọc trên internet thì cô ấy kể lại cho tôi. Nhưng mà tôi đọc các sách coi như một cái kho về chuyện cười, chúng ta thấy
như cô Kỳ Duyên có nhắc thoáng qua, những chuyện cười dân gian Việt Nam ngày trước thường thường nó có tính cách ý nhị, nó là tạo cho chúng ta những nụ cười mỉm chi, cười nó thầm thôi, nó không có bật lên được tiếng cười lớn. Còn những cái chuyện cười của Mỹ bây giờ, nó thời đại, nó phải đủ sức để bật lên tiếng cười. Cho nên chúng tôi thường chia làm hai loại là chuyện cười để đọc và chuyện cười để kể. Có những chuyện chúng ta không kể được, thì đại đa số chuyện cười dân gian Việt Nam là chuyện để đọc mà thôi. Còn những chuyện để kể chúng ta cũng thấy nó chia làm nhiều loại lắm. Có những cái loại mà nó rất là đơn giản, mà nó ngây ngô, mà đôi khi cô Kỳ Duyên gọi là nó vô duyên lắm, nó lãng xẹt mà nó lại làm cho chúng ta cười, thì chúng ta gọi là chuyện tức cười, tức là mình tức mà mình cười. Chẳng hạn như bây giờ cô Kỳ Duyên kể. À vậy hả, chứ anh Công chưa kể về câu về trước hả? Chuyện tức cười ha. Rồi. À, thưa quý vị, đây là một cái chuyện nó rất là ngây ngô. À, có ông này, ông mua một gói mì, gọi là mì instant noodle đó, là mì ăn liền. Thì ông mua về thì ông thấy cái mì nó mốc. Thì sáng hôm sau ông mang ra, ông trả bà chủ tiệm bán mì kia chợ đó, ông nói là tôi mới vừa mua cái mì này hôm qua mà sáng nay định ăn, mở ra nó đã mốc rồi, tôi muốn trả lại. Thì bà chủ bà nói, ủa anh mua hôm qua vậy, tới sáng nay anh mới ăn hả? Anh nói vâng. Ờ như vậy thì nó mốc là đúng rồi, tại đây gọi là mì ăn liền mà. Tới phiên anh đi chứ nãy giờ bắt em hoài rồi. Nó cái chuyện là nó đơn giản, giống như tôi có kể chuyện quý vị là ông nha sĩ, ông ấy phone cho một bệnh nhân, ông nói ngày hôm qua anh chữa răng ở phòng mạch của tôi, anh trả tôi 200 đô, sáng nay thư ký đưa ra ngân hàng thì mới khám phá đó là 200 đô tiền giả. Thì ông bảo thì đúng rồi, tại hôm qua bác sĩ chồng cho tôi hai cái răng giả. Thì nó cái chuyện nó rất là ngây ngô, nhưng mà tôi lấy thí dụ như là cái chuyện như thế này. Kinh nghiệm trở thành triệu phú, thì có một cái hội tiểu thương, hàng tháng họ họp nhau, họ mời một người triệu phú, tức là một người small business mà đã thành công, đã trở thành triệu phú, đến để thuyết trình về cái kinh nghiệm trở thành triệu phú của mình. Thì hôm đó ông đó được mời đến làm diễn giả, ông cảm động lắm, bởi vì ông nhớ lại cái thời hàn vi của ông còn nghèo. Diễn giả cũng ngồi chật như thế này, thì ông lên, ông ấy run run, rơm rớm nước mắt, ông nói là tôi bắt đầu sự nghiệp bằng một chiếc xe bánh mì. Tôi cứ mua một ổ một đồng, tôi bán một đồng rưỡi. Tôi thức khuya dậy sớm, ngày nào cũng đúng 6 giờ sáng tôi có mặt tại ngã tư đường. Tôi làm thân với khách hàng, tiếp đãi họ niềm nở, và đích thân tôi giao bánh mì tới các hãng xưởng. Mùa Noel tự tôi viết thiệp chúc mừng từng người khách hàng. Và thời gian trôi qua thì đến năm thứ 8 tôi trở thành triệu phú. Thì có một người mới hỏi là thưa ông bán bánh mì lời mỗi ổ có 5 cent. Thì ông một ngày ông bán được bao nhiêu ổ để mà năm thứ 8 ông trở thành triệu phú? Ông bảo không, năm thứ 8 tôi dùng tiền bán bánh mì mua xổ số tôi trúng độc đắc. Từ đó tôi trở thành triệu phú. Thì quý vị thấy những cái chuyện như vậy đó, cô Kỳ Duyên gọi là cái chuyện nó lãng xẹt mà nó vô duyên. Hay là cái chuyện này, có một người đàn bà trẻ đến gặp ông cảnh sát trưởng. Thì bà ấy mới nói là thưa ông, tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ trên ngọn đồi vắng. Tuần rồi vào một đêm trăng mờ, tôi thấy thấp thoáng có một bóng người trước cửa nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian, nhưng tôi cứ để yên xem nó định làm trò gì. Thì ông cảnh sát đang sốt rồi, ông bảo bà biết là tôi rất bận, bao nhiêu người ngồi chờ ngoài kia, xin bà kể nhanh lên. Bà ấy bảo không, cái chuyện này nó hệ trọng tất cả cuộc đời tôi, ông đừng có sốt ruột. Thế mà rồi sao nó, bà kể nó đi. Rồi một lúc sau thì tôi thấy nó cậy cửa, nó chui vào nhà tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian, nhưng tôi cứ để yên xem nó định làm trò gì. Thì ông cảnh sát bảo bà phải kêu cảnh sát hay là bà chi hô lên cho nó bỏ chạy chứ. Tại sao bảo không, cái chuyện này nó hệ trọng tất cả đời tôi, ông đừng có ngắt lời. Rồi nó tiến lại giường, nó vén mùng, nó chui vô giường của tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian, nhưng tôi cứ để yên xem nó định làm trò gì. Thì ông cảnh sát ông bực quá rồi, ông bảo là bà này, bà làm sao mà đến giờ đó bà còn nghi cái gì nữa. Rồi bà thôi bà kể tiếp cho xong việc đấy. Thì bà ấy bảo
rồi nó leo lên, nó cởi quần áo tôi. Tôi nghi nó là kẻ gian, nhưng tôi để yên xem nó định làm trò gì. Ông cảnh sát ông bực quá, ông không nói nữa. Thì ông bảo thôi kết cục nó ra làm sao. Thì bà ấy bảo cuối cùng trong đêm trăng mờ đó, nó đã cướp mất đi đời con gái của tôi. Rồi. Thì ông cảnh sát ông thở phào nhẹ nhõm, ông bảo thà là bà nói thẳng đi, tức là hôm nay bà đến đây để thưa nó về tội nó đã cướp mất đời con gái của bà, có phải không? Thế bà ấy bảo không, tôi đến để hỏi xem ông có biết nó là ai không, bởi vì cả tuần qua tôi nằm chờ không thấy nó trở lại. Cũng một cái chuyện tương tự như vậy, tôi có kể với quý vị rằng là hai vợ chồng trong nhà cũng có cái cô người làm xinh đẹp lắm. Thì hôm đó bà chủ bà ấy có như công tác, bà ấy phải đi xa, 3 ngày bà ấy trở về. Thì tình cờ bà ấy vừa vào phòng ngủ của hai vợ chồng thay quần áo thì bà ấy thấy cái quần lót phụ nữ ở trên giường. Thì bà ấy điên tiết lên, bà ấy xuống dưới nhà bà ấy lôi con ở lên, bà ấy nói là tại sao tao đi vắng mấy ngày mà tao thấy cái quần lót phụ nữ ở trên giường là thế nào. Thì cô ở cô ấy bảo không phải của con. Thế bảo là nhà này chỉ có mình mày là phụ nữ, mà bây giờ không phải của mày thì của ai? Thì nó bảo con có bao giờ mặc quần lót đâu bà. Bà không tin bà cứ hỏi ông thì biết. Thưa quý vị, bây giờ cái khuynh hướng hiện tại ở trong nước hay là trên Internet, chúng ta thấy lối hài bây giờ thường thường là người ta dùng thơ, dùng vẻ. Là tại vì căn bản người Việt Nam ai cũng yêu thơ. Chúng ta sinh ra và được nuôi dưỡng trong những lời du bằng những câu ca dao tục ngữ. Cho nên hễ có vần là người ta yêu thích lắm. Hoặc là bây giờ thí dụ người ta sửa những cái lời thơ ca dao, chẳng hạn như là gió đưa bụi chuối sau hè, giỡn chơi chút xíu, ai rẻ có con. Thì những cái câu đó làm cho người ta rất là thích. Hay là như là cô Kỳ Duyên kỳ trước có đọc cái sau lưng người đàn ông đó. Không, không, em không đọc sau lưng người đàn ông. Nhưng mà đây là có một câu, những câu mà đổi lời từ cái bài mà Bỏ quên cây đàn đó. Hôm qua anh đến nhà em, khi về mới biết là quên 5.000. Anh quay trở lại vội vàng, em còn ngồi đó 5.000 mất tiêu. Thưa quý vị, còn một trong những cái trong những cái chủ đề người ta khai thác chuyện cười, mà nhất là đối với Việt Nam, xã hội Việt Nam ngày xưa rất là nghèo, cho nên người ta hay làm những cái câu chuyện cười chế giễu những người keo kiệt hoặc là tham ăn. Thì chúng ta đọc trong những cái chuyện này, nó không phải là những cái chuyện có thể bật cười bung lên như là những chuyện cười của Mỹ hay những chuyện cười thời đại bây giờ, nhưng mà nó là những cái chuyện cười rất là ý nhị mà tôi đọc ở trong những cuốn là chuyện cười dân gian Việt Nam. Chẳng hạn như là lần trước tôi có kể cái chuyện là cô kia, cô đã đính hôn với một anh chàng rồi, nhưng mà cô ấy khám phá rằng là anh chàng này nó keo kiệt, nó tính toán đủ mọi chút, thì cô nghĩ là không thể sống chung được nữa. Cho nên là một hôm cô ấy chạy đại, cô ấy rút cái nhẫn đính hôn ra. Cô ấy nói là đây, tôi không thể sống với một người keo kiệt tính toán từng chút như anh, tôi trả lại cho anh cái nhẫn đây. Thì anh ấy cầm cái nhẫn này, anh bảo thế còn cái hộp đựng nhẫn đâu. Thì chúng ta, đó là loại cười, mà những loại cười nhẹ để mà gọi là chê bai những người keo kiệt. Hoặc là cái chuyện mà tôi có kể một lần là chuyện tôi đọc trong cả một cái cuốn nó gọi là Tiếu Lâm Nhật Bản, thì chỉ có được một câu chuyện đó thôi. Là ông kia ông sai thằng con đi sang hàng xóm mượn cái búa về để bổ củi. Thì thằng con nó sang rồi, lúc nó chạy về nó bảo ông không cho mượn. Thì ông bố ông bực mình, ông bảo là sống ở bên cạnh một cái thằng keo, là hàng xóm keo kiệt như thế này để bực mình quá. Thì ông rút cái sâu chìa khóa ra, ông bảo là vào mở tủ lấy cái búa của mình ra xài đi con. Nó gọi là đóng cửa ăn mày á, phải không? Cái này là dân gian chúng ta có câu gọi là nhà giàu đóng cửa đi ăn mày. Đó, thì cái loại chuyện như thế. Vâng, thưa quý vị, trong Kỳ Duyên thì không bao giờ dám đá động tới những cái ngành nghề
Tuy nhiên có ngành nghề luật sư là Kỳ Duyên nghĩ là Kỳ Duyên có thể nói và chọc được, vì chính Kỳ Duyên cũng là luật sư, thành ra Kỳ Duyên có thể nói được. Thì thưa quý vị, có một cái ông luật sư này, ông rất là giàu có và ở trong cái tỉnh đó ai cũng biết tiếng tăm, nhưng mà không bao giờ ông làm cho tiền hay làm việc thiện gì hết á. Thì một hôm gây quỹ thì có một cô đến, cô văn phòng ông, cô xin tiền. Thì ông luật sư ông nhìn cô đó, ông nói là cô xin tiền tôi, nhưng mà cô có biết đó là chị của tôi, ông xã mới chết, để lại 5 đứa con, không có tiền bảo hiểm mà không ai nuôi không. Thì cô này cô cũng thấy hơi tội nghiệp, cô nói tôi xin lỗi tôi không biết. Rồi ông nói cô có biết rằng là anh của tôi mới đi đánh trận về, bị cụt 2 chân từ Iraq về, không có ai lo lắng ở nhà như vậy không? Thì cô lại cũng cảm thấy quá ý nấy, cô nói xin lỗi luật sư tôi không hề biết. Rồi ông hét lên, mẹ của tôi hiện giờ đó mới bị mổ xong, không có tiền bảo hiểm, nằm ở trong nhà xương thí, không có ai nuôi đỡ hết, cô có biết vậy không? Thì cô này cô feel quá bad, cô nói tôi xin lỗi tôi không biết. Thì ông đứng dậy ông đập bàn lên, ông nói tới những người đó tôi còn chưa cho một đồng nào thì cô xin tôi làm gì? Thưa quý vị, thí dụ như là thời bây giờ người ta cũng hay khai thác những cái sự hà tiện, chẳng hạn như ông kia, hôm ông ấy chạy ra vườn gấp quá rồi ông ấy không có đi giày, ông đi chân không, thì chẳng may ông ấy vấp vào cục đá thì cái móng chân cái của ông nó bong ra, máu chảy ròng ròng. Ông ấy ngồi xuống, ông ấy nhìn thấy cái móng chân nó bật ra mà máu chảy như vậy thì ông mừng quá. Ông bảo giá hôm nay đi giày thì chảy mất cái mũi giày rồi. Tức là hay là ở cái làng kia thì có một ông thầy nổi tiếng, là ông ấy chỉ ra tất cả những cái phương thức để dạy người ta tiết kiệm, dạy người ta hà tiện. Tại cái làng nó nghèo lắm. Thì một hôm có một cái cậu bé kia đến để học, thì theo cái thủ tục ngày xưa chúng ta vào gặp ông thầy thì bắt buộc phải có cái lễ vật, một món quà gì đó để ra mắt. Thì anh chàng đó mang một cái bánh đa nướng, tức là bánh tráng là nướng giòn đó, và ôm theo một con gà trống. Thì ông thầy trong lòng cũng đã mừng lắm rồi, ông thầy thằng này nó đưa con gà này thì ngon quá rồi. Nhưng mà ông ấy mắng ngay, ông bảo anh đi học hà tiện, anh mang cái bánh đa được rồi, tại sao anh còn mang biếu tôi con gà làm gì? Thì thằng này nó bảo không, con biếu thầy cái bánh đa thôi, nhưng mà con biết thầy ăn nó sẽ rớt cái vụn xuống, con mang con gà để nó mổ. Mơ vét nốt hả? Thì ông thầy ông bảo tôi thì mày là sư phụ tao rồi, mày còn học gì nữa. Và thưa quý vị, một trong những cái chủ đề nữa mà trong các chuyện cười người ta hay dùng, đó là vấn đề chơi chữ hoặc là tiếng lóng vân vân. Thì chơi chữ chẳng hạn như là câu chuyện là trong cái trại tân binh, tức là trại huấn luyện binh sĩ, thì buổi tối thường tập họp nguyên cả cái đại đội lại, rồi ông trung sĩ ông ấy hoặc là kêu người lính, người tân binh lên hát cải lương hay là hát tân nhạc hay kể chuyện, mục đích là để tập cho cái sự bạo dạn trước công chúng, nói trước công chúng, và mục đích nữa là để cho quên đi những cái mệt nhọc, nỗi nhớ nhà. Thì hôm đó cũng buổi tập họp như vậy, ông ấy chỉ cái anh chàng kia, anh bảo mày lên kể chuyện. Thì anh bảo là em đâu có biết chuyện gì đâu mà kể. Thế ông bảo không, mày kể cái gì cũng được, thế bây giờ nhà mày làm cái nghề gì, mày lên mày nói đi. Thì anh này anh lên, anh ông, sợ ông trung sĩ, anh cũng phải nói là hồi đó đó ông nội tôi làm nghề bán muối, mỗi ngày bán được 3 bao. Rồi ông nội tôi chết đi để lại cửa hàng bán muối, thì ba tôi nối nghiệp cũng bán trung bình mỗi ngày được 3 bao. Rồi ba tôi cũng chết đi giao lại cửa hàng cho tôi, thì một ngày tôi bán được 3 bao. Rồi ông nói xong rồi ông cúi chào ông đi xuống. Thì ông trung sĩ ông gắt lên, ông bảo chuyện nhạt như thế mà mày cũng đem ra đây mày kể à? Thằng trung sĩ ông lính ông lẩm bẩm, ông bảo chín bao muối mà còn kêu nhạt. Đó là cái lối chơi chữ. Thí dụ như là cái chuyện này thật của tôi. Cái hồi mà tôi còn trong quân đội thì tôi về Mỹ Tho, tiểu đoàn địa phương quân, tức là lính phần lớn là ở địa phương.
thì có một anh chàng tân à có một anh chàng lính, anh với cái ngày đóng quân nghỉ dưỡng quân ở, ở quốc lộ, thì anh mới chạy lại anh nói tôi là thiếu úy cho phép tôi đi về, em đi về là vì má em giới thiệu cho em con nhỏ kia, bữa nay em về coi mắt, nếu mà được thì năm tới em cưới. Rồi bạn bè mới thấy như vậy mình xúm lại mừng thằng này về coi mắt, thì tôi bảo ừ thôi về đi, 5 giờ chiều trình diện. Thế 5 giờ chiều anh trở về trình diện đúng thì bạn bè tất cả xúm lại hỏi ấy con nhỏ coi được không mày, thế là con nhỏ mà bà già giới thiệu, thế anh này anh bảo mặc đồ kín quá đâu có coi được cái gì đâu.